Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 185. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Lâm Bắc Thần lại cảm thấy một cỗ sát khí điều chuyển trên không trung. Chỉ đặt đùa một chút thôi mà. Lâm Bắc Thần nói, còn chờ gì nữa, chúng ta lên đường thôi. ma Uyên ở sâu trong địa mạch dưới Đại Hoang Thần. Tin đồn Đại Hoang Thần Thành vốn được xây dựng là vì trấn áp ma Uyên. Dùng với chìa khóa bí mật thần thuật, nó được hình thành ở thần giới trước thần linh. Đại Hoang Thần Thành cũng là di chỉ thời viện cổ thần giới sinh ra thần tộc chiếm cứ mảnh di trí này. chỉ này mà cho đến khi đại hoàng thần tộc quật khởi họ khám phá hoàn toàn di chỉ cổ thành này đặt lại tên cho nó tiến hành sửa chữa rồi trở thành thần tộc cự thành Toà thành lớn này đã dung nạp đầy bảy phần mười dân số thần giới bởi vậy có thể nói ma uyên được sinh trước thời đại đại hoàng thần thành cũng vì thế hiện nay có rất nhiều thứ lịch sử các đại thần tộc thần giới cũng không cách nào giải thích được trong một số tài liệu lịch sử cổ lão của thần giới ghi chép lại, ma uyên thông tới một vị diện vô cùng đáng sợ, một khi hoàn toàn bị mở ra, con người cùng ma thú sinh sống trong vị diện khác cùng với ma uyên sẽ đem đến thủy triều diệt thế bùng xuống thế gian, hủy diệt tất cả thần giới. Chiến sĩ quyến tộc các thần linh thần giới thông qua việc tiến vào ma uyên săn giết ma thú trong vực sâu, ma luyện kỹ năng chiến đấu của mình để cao thực lực thú nguyên bên trong cơ thể ba thú trong vực sâu chính là nguyên liệu chính để chế tạo thần thạch. Dựa theo hiểu biết của Lâm Bắc Thần, quan hệ giữa thông nguyên cùng thần thạch giống như quan hệ giữa dầu thô cùng xăng trên địa cầu. Với thực lực hiện tại của ngươi, có tư cách trực tiếp đi vào tầng thứ tư của mạng uyên đấy. Mang theo Lâm Bắc Thần đi tới bên ngoài đại hoàng thần phần điện số 98, kiếm tuyết vô danh dặn dò ta không tiền tiến vào đại hoàng thần điện. người chút nữa trực tiếp đi vào trong xong nộp mười điểm tin cưỡng liền có thể truyền tống đến tầng thứ tư của mã uyên rồi tại sao lại là tầng thứ tư lâm bắc thần tò mò hỏi chuyện này cũng phải hỏi hả thực sự là nhớ cho kỹ mã uyên tổng lại chỉ làm chín tầng tầng thứ nhất là ma thú vực sâu thực thực yếu nhất mỗi hướng một tầng tiếp theo thực lực của ma thú vực sâu bên trong cũng sẽ tăng đến mấy lần. Dựa theo phán đoán của ta, mức độ uy hiếp của ma thú vực sâu trong tầng thứ tư đối với người bây giờ mà nói vừa phản biện cưỡng sinh ra hiệu quả ma luyện. Cẩn thận một chút, cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Người có thể ở trong đó thông qua việc chiến đấu cùng ma thú vực sâu, cẩn thận lĩnh hội kích hoạt các công dụng của thần vị, nhanh chóng tăng cao thực lực của mình lên. Kiếm thuyết vô sành một bên giải thích Một bên lén lén lút lút Hết nhìn đông tới nhìn tây Lâm bác thần còn muốn nói thêm cái gì đó Lúc này liền nhìn thấy Thần điện số tám Nơi xa xa Một nữ tế tư xinh đẹp Ở trên người mặc trường bào màu đen tơ vàng đi tới Chó săn của đại hoàng tới rồi Ta tránh đi trước đây Quay về liên hệ online nha Kiếm thuyết vô sành lập tức xoay người rời đi lâm bắc thần còn muốn hỏi về câu nữa mình đưa tê từ đã đến trước mặt hắn người đến tìm ta sao đang nhìn thấy lâm bắc thần trong đôi mắt mang theo một chút mừng rỡ chính là hương nhan tê từ trước kia biểu đạt thiện ý với lâm bắc thần muốn giúp hắn làm chứng nhận cư trú vĩnh viễn không phải vậy đâu ta cũng không quen biết người khác nha một dòng chữ bay lơ lửng trong không khí giữa hai người Lâm Bắc Thần vô sỉ mà thừa nhận Tìm ta làm cái gì? Biểu cảm của hương nhàn thế từ Giống địa băng đang không ngừng hòa tan vậy Người ở khu Hạ Tam Tạo nên độc tính rất lớn đấy Đang hiển nhiên đã biết chuyện Lâm Bắc Thần tiêu diệt kinh cước bang Xin người hãy mang ta tới trận pháp truyền thống Lâm Bắc Thần viết dòng chữ đờ lửng trên không trung Giải thích nói Ta muốn đi mạo huyền tầng 4 tổ tuyển một chút Đi theo ta. Hương Nhân Thế Tư quay người đi phía trước dẫn đường. Nàng là một thiếu nữ không có chút kinh nghiệm yêu đương nào. Tất cả hình độ ái ố đều viết hết lên mặt. Giống với những nữ hài tử, từng động khác. Chỉ cần có thể làm việc vì ý trung nhân, cũng cảm giác rất là vui vẻ rồi. Lớp Bắc Thần đi theo sau Hương Nhân Thế Tư, tiến vào cửa hồng của Thần Điện. dọc theo hành lang, đi tới một tế đàn nhỏ ở giữa sân thần điện. Hương nhàn đại nhân. Bốn vị thần chiến sĩ canh giữ ở trước tế đàn ngay lập tức thì lễ. Đưa chúng ta tới tầng thứ tư. Khi nàng nói chuyện với người khác, ngữ khí là một lần được khôi phục lại trạng thái lạnh lùng không chút gợn sóng nào. Vừa nghiêng đầu nhìn về phía đầm Bắc Thần, trong con ngươi lại có hào quang lấp lóe nói: "Đi theo ta." Sau đó nàng mang theo đầm Bắc Thần leo lên tế đàn. À, ta hình như không cần tốn tiền gì Lâm Bắc Thần bừng rỡ. Trong lúc lừa đáng, đi được ăn một bát cơm chùa. Hắn leo đến tế đàn nhỏ, đứng vững cùng hương nhàn tế tư. Bốn tên thần chiến sĩ không dám thất lễ, bàn tay cùng nhau đặt trên bốn trụ đá ngọc hình lập phương bên ngoài mép tế đàn. Trận pháp được kích hoạt. Âm thanh ong ong phẳng phất như tiếng động cơ khởi động vang lên trên tế đàn từng đạo thần văn được thắp sáng tỏa ra ánh sáng nhu hòa cột sáng màu trắng phóng lên trời đốt trọn cơ thể của lâm bắc thần cùng hương nhan tế tư trong nháy mắt sau đó quang ảnh lưu chuyển một mảnh sáng chói mắt chuyển đến lâm bắc thần mở mắt nhìn kỹ là một đại sảnh rộng lớn khổng lồ không gì sánh được cực kỳ ôn ao mà người trong này không ít thậm chí còn có nhiều quán nhỏ bản đồ đây ngần đần hùng giáp một thạch một cái bán rẻ cực kỳ mê chướng bột một ba mươi điểm tín ngưỡng thể bản thân phụ trách vác ba lô do đương là mạo hiểm giả có thầm điền trong tay có huy chương quen thuộc lại lịch của tất cả ma thú vực sâu tầng này nhược điểm thủ pháp bộ xẻ thú nguyên siêu hạng mỗi canh giờ chỉ hai mươi điểm tín ngưỡng trường chi hồ chưa lập khế ước ba tuổi giống cái có thể biết được động tĩnh tất cả ma thú bên trong phạm vi ngàn mét tiếng trao hàng của những gánh hàng rong không ngừng vang lên vô cùng náo nhiệt so sánh với thế giới bên ngoài nơi này ngược lại càng tràn ngập ký thức yên bình náo nhiệt hoàn toàn không sống trong tưởng tượng của lâm bắc thần bên cạnh đó còn có quan phương thần tộc mở bán trang bị tái chế thú nguyên cũng là các cửa hàng và quầy bán hàng cung cấp đủ các loại địa đồ phục vụ. Người đi trên đường đa số là thần linh có hình người. Cũng có một số thần linh mang theo đặc điểm đặc thù của dị tộc. Trên cơ bản đều là người mang theo vũ khí đao kiếm, tục nằm tốt ba Chất lượng trang bị không giống nhau. Trên thân đều mang hơi thở đầy sát khí và máu tanh. Nếu so với những thành viên bang hội phía ngoài, thoạt nhìn còn hung ác hơn nhiều nơi này là trạm trung chuyển tầng thứ tư ma Uyên. Hương Nhàn Tây Tử giải thích nói, đám mạo hiểm giả muốn đi vào tầng thứ tư tu luyện cùng săn giết ma thú, trước tiên đều phải đến nơi đây trung chuyển. Tầng thứ tư là một trong bảy đại chủ chiến thần hệ, chủ thần hệ khoáng thạch chi chủ điều khiển. Muốn đi vào khu vực Ma Uyên, trước hết phải nộp thuế, muốn mở quầy bán hàng ở chỗ này, trước hết cũng phải nộp thuế. Không nên ở chỗ này gây sự, tiến đồ khoang tạch tri chủ không ít. Bên trong quyến tộc của nàng, cường giả cũng có rất nhiều. Kẻ cái sự náo loạn sẽ bị coi là địch nhân. Vừa nghe qua, Lâm Bắc Thần đã hiểu rõ. Hắn toàn bỏ quan sát bốn phía. Ngoài trường nhiều quán bán hàng trong ra, còn có tế tư người lùn mặc trường vào tế tư màu huyền hoàng, mang theo thần chiến sĩ trên người mặc giáp thần màu huyền hoàng. Mười người một tổ đi tuần tra khắp nơi. Những người này chắc hẳn là nhân viên thần chức khoáng thạch chi chủ thần điện rồi. Tính toán sở bộ, chỉ ít có hơn 200 vị nhân viên thần chức khoáng thạch chi chủ thần điện ở đây trực luận Việt. Trừ cái đó ra, còn có một số tế từ thần điện khác. Thần chiến sĩ xuất hiện trong đám người phụ trách trợ giúp. Mà ở phạm trạm trung chuyển ở cuối đại sảnh, có một cánh cửa lớn màu đen cao 30 mét, rộng 20 mét. Không ngừng có mạo hiểm giả từ trong cửa lớn lao ra lao vào. Đó chính là thần Bích Chi Bôn, đi qua màn nước màu đen sẽ tiến vào trong Ma Uyên. Hương Nhan Thế Tư đưa ra đề nghị của mình, lại nói. Nói chung có rất nhiều mạo hiểm giả chọn đơn độc tiến vào Ma Uyên. Ngoài trừ trong đó địa thế phức tạp, nguy hiểm hơn bên ngoài rất rất nhiều. Cũng bởi vì phần lớn ma thú vực sâu đều là quần cư sinh vật. Người là lần đầu tiên đến đây, càng cần có người đồng hành ta hôm nay vừa hay được nghỉ có thể cùng ngươi đi vào một lần hả lâm bắc thần có chút ngoài ý muốn nói làm sao ngươi biết đây là lần đầu tiên của ta trên mặt của hưng nhàn thế từ hiện ra một nụ cười như có như không không trả lời trực tiếp nàng chỉ là không quen yêu đương trừ cái đó ra nàng là Thế tư thủ tịch thiên tài phân điện số chín mươi tám đại hoàng thần điện cẩn thận thăm dò so, nhìn rõ lòng người có kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo phong phú. Đã tạ ý tốt của tế tư tỷ tỷ. Lâm Bắc Thần cuối cùng vẫn lựa chọn cự tuyệt nói. Ta muốn một mình đi thử xem. vương nhàn tế tư có chút hụt hẫng nói. Vậy người trước tiên ở chỗ này, chờ một chút. Nàng quay người rời đi. Sau một lát, hương nhàn tế tư quay lại. Nàng đem một cái bao rào cho Lâm Bắc Thần. Trong đó có một bộ áo giáp màu đen bốn chuôi trường kiếm màu đen, mười bao bột mì trướng, một dây sắt đàn hồi, một bao đồ ăn cùng với những đủ yếu phẩm thiết yếu để thám hiểm mạo uyên. Cái này, Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Hương Nhàn tích từ kiện nói, lọ trước thì vẫn hơn. Lâm Tranh Nam thật sự bị tế từ hào phóng này làm cho cảm động. Mặc dù nàng thêm khát thân thể của ta đấy, nhưng cũng cam lòng cho ta dùng tiền. Một cái bao này đoán chừng cũng phải mấy viên thần thạch rồi được đa tạ lâm bắc thần nhận lấy cái bao lại nói vậy ta cũng không từ chối những trang bị này ta giữ lại chờ ta thám hiểm trở về săn bắt thú nguyên nhất định sẽ trả lại người gấp bội tên ta là hương nhan hương nhan tế tử lại dặn dò một câu nói tiên vào ma uyên nguy cơ tứ phía không chỉ có phải cẩn thận mà thú vượt sâu cũng phải chú ý những người mạo hiểm kia. Bên trong bảo uyên tất cả đều ở bên ngoài tầm mắt của thần. Nếu những người lạc đường hoặc ta gặp phải nguy hiểm liền kích hoạt tấm huy trường ta đưa cho ngươi. Được. Lâm Bắc Thần gật đầu. Hương nhàn tế từ cũng không dò dự nữa quay người rời đi. Lâm Bắc Thần đem trang bị trong bọc thu lại quay người đi về phía thần Bích Chi Bôn. Đi vào thần Bích Chi Môn nhưng ánh mắt vẫn luôn chú ý hắn chậm rãi thu hồi mà Lâm Bắc Thần hoàn toàn không biết gì hết. Trong nháy mắt xuyên qua, thần bích chim bồ này, hắn chạm mặt với thủy triều đen vô tận. Một loại cảm giác quen thuộc hiện lên ở trong đầu Lâm Bắc Thần. Thông đạo gặp gành dưới lòng đất, giống như là xào huyệt của con kiến, hoàn hảo đủ lớn, một đường quanh co khuất khuỷu cũng không biết đi tới nơi đâu. Trong không khí tràn ngập khí tức ngang ngược, đây là hoàn cảnh hắn từng cảm thụ được ở Bạch Nguyệt giới chỉ là bên trong xã tính cùng khí tức hoang dã, còn điên cuồng mà mãnh liệt hơn so với bạch nguyệt giới. Phản phất chỉ cần hít một hơi không khí nơi đây, đều sẽ khiến tất cả người bùng đổ như vậy. Đây chính là Hạ Uyên sao? Lâm Bắc Thần dò xét bốn phía. Trong địa đạo, phạm vi tầm mắt chỉ có một mình hắn. Vì thế thần bích chìm bồn ngẫu nhiên truyền tống sao? Hắn suy nghĩ một chút, tiếp đó cởi sạch đồ trên người mình. Dĩ nhiên không phải bốn trần truồng Mà là mặc áo giáp màu đen Hương nhan tế tư tặng lên người Nữ tế tư xinh đẹp Vô cùng chu đáo Bộ quần áo này đầy đủ tội giáp Áo lót, ngoại giáp, mũ giáp, mặt nạ Chiến hòa giáp trụ Mà hoàn toàn vừa vặn với cơ thể của Lâm Bắc Thần Lại đơn giản, dễ dùng Vị trí thiết kế các khớp xương rất hợp lý Không có chút ảnh hưởng nào đến động tác Thay đổi giáp trụ bốn chuỗi trường kiếm màu đen trào phía sau bên hồng trào bao bột đeo mặt nạ lên lâm bắc thần lập tức hóa thân thành một hát giáp tướng quân anh tuấn lần sau đối với hương nhắn tê từ một tiếng ta kỳ thực thích màu trắng hơn lâm bắc thần đối với hình tượng mới của mình cũng có chút hài lòng Trên vào lúc này trong đầu vàng đền tinh một tiếng hệ thống thăng cấp hoàn tất lâm bắc thần liền triệu khoán điện thoại di động ra mở màn hình chính ra chúc mừng chủ nhân nhận được một cơ hội rút thăm ứng dụng ngẫu nhiên trên cửa hàng áp xin hỏi bắt đầu rút thưởng ngay bây giờ không khùng nhắc nhở quen thuộc loại hình thăng cấp ban thưởng rút thưởng này đã đầu không gặp lâm bắc thần cảm thấy vô cùng thân thiết hắn không chút do dự lựa chọn bắt đầu rút thưởng trên màn hình chính của điện thoại một vòng quay rút thưởng xuất hiện theo kim đồng hồ xoay tròn sau cùng dừng lại ở một ô tinh chúc mừng chủ nhân rút được áp a slide xin hỏi có lập tức tải xuống không phần thưởng áp công bố ư lâm bắc thẳng dâng ngón tay giữa để vuốt vuốt mi tâm lại là cái áp này Kiếp trường trên địa cầu hắn dùng qua loại áp này rồi là dùng máy ảnh chụp ảnh liền có thể phân biệt vật thể trong màn ảnh đại đa số thời điểm đều là dùng để phân biệt các loại vật thể như thực vật động vật hoa chim cá sâu xác suất trúng cực cao. Đây cũng là một chức năng rất nhỏ của app. Không nghĩ tới phần thưởng này lại là nó. Chỉ là không biết app này trải qua tự thần điện thoại mà hóa sẽ có biến dị công năng như thế nào. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút vẫn lựa chọn lập tức tải xuống. Tinh tải xuống app cần 5 g dung được. Tiếng nhắc nhở quen thuộc xuất hiện. Quả nhân là một cái thể tích nhỏ ứng dụng chương trình không tới 5 phút đồng hồ, tại xuống cài đặt xong xuôi. Lâm Bắc Thần trực tiếp mở app Inside, dùng chương trình ống kính bên trong, nhắm ngay vào vách động hắc ám chung quanh. Tình, phân biệt thất bại. Một tin tức nhắc nhở xuất hiện. Điện thoại di động tử thần quả nhiên là chương trình càng nhỏ, công năng càng đơn giản và thiếu thốn. Hắn ngược lại cũng không vì thế mà thất vọng. Các điện thoại di động bắt đầu hướng về địa động tia sáng mở mịt tiếp tục đi tới đi được ước chừng mấy trăm mét không khí phía trước xuất hiện biến hóa lâm bắc thần trong bóng tối chợt cảnh giác đột nhiên một đôi mắt đỏ tươi như huyết trị giống như con người của dã thú xuất hiện cách đó hai mươi mét trong bóng tối sau đó là hai đôi ba đôi rồi mấy chục đôi một bầy ma thú vực sâu à biểu cảm của lâm bắc thần trong nháy mắt trở nên thật sự nghiêm túc vươn tay lấy xuống một thanh trường kiếm màu đen phía sau phải bắt đầu chiến đấu rồi thân vị chi hỏa mới đã được thắp lên khu vực trung tâm đại hoàng thần thành đứng vững trên đỉnh thần tháp cao cao một vị tuyệt mỹ nữ thần thần bằng chiến bào thần linh bảo đen xếp bằng lơ lửng ở trên bệ thần chậm rãi mở mắt con người đánh cắp thần quyền chi hỏa từ vạn thần điện tứ hoàng vệ đâu rồi bốn đạo lưu quang từ trên trời hạ xuống hóa thành bốn tên quyến tộc chiến sĩ thần cường đại mạng hạc giáp bài kiến lam chủ thần toàn thân toàn ra thần lực nồng đậm quyến tộc chiến sĩ thần cường đại cùng đau quỳ một chân trên đất thị lễ có khả năng tránh được giám sát của ta lady thần quyên chi hỏa người này tuyệt đối không đơn giản là một nữ thần còn bị thương Càng người lập tức đi thăm dò cho ta tuyệt mình nữ thần cong ngón tay búng ra một giọt máu tươi chậm rãi bay ra chia ra làm bốn, treo lên lửng ở trước mặt bốn vị quyến tộc chiến sĩ cường đại khôi ngô. Có chút dừng lại, chân chui vào trong bi tâm của bọn họ, hóa thành một đống lửa nhỏ giữa đồng mày, giống như ấn ký trù xạ Đây là một giọt máu tươi do kẻ trộm lửa bị trận pháp của Vạn thần điện gây thượng tích lưu lại. Ta dùng thần thuật ban thưởng vào cơ thể các ngươi. Một khi các ngươi tới gần đối phương, phạm vi trong vòng trăm thước, nó sẽ kích phát. Giúp đỡ các người phân biệt mục tiêu Tìm được nàng, giết nàng, đi đi Giọng nói tuyệt mỹ của nữ thần Lạnh lùng vang lên Tuần lệnh thần của ta Bốn vị chiến sĩ thần cường đại Hóa thành thần quang Phóng lên trời rồi biến mất Thần hòa mới được nhóm lên Thần mới được sinh ra Tuyệt mỹ nữ thần lại nói Ta có thể cảm ứng được Người trộm thần nguyên tri hỏa Cùng với vị thần mới sinh ra Không phải là cùng một người Dạ mộng đi tìm thần mới dẫn hắn tới gặp ta vâng chủ nhân thiếu đương mà áo bảo màu, màu đen vẫn luôn đứng ở phía sau khom lưng thì đế nhưng không lập tức rời đi người có phải muốn hỏi tại sao ta lại phải giết kẻ trộm lửa kia lại không giết thần mới không tuyệt minh nữ thần lại hỏi chủ nhân nhìn thấu mọi việc thiếu đương mà áo bảo đen thẻ rưỡi cười rào hoạt đứng lên khuôn mặt của nàng phổ thông con mắt to nhưng con ngươi lại nhỏ cái mũi không tính là cao thẳng hai cỏ má thấp bờ bôi căng mỏng lông mày dài nhỏ da thịt trắng nõn ngũ quan tách trà đánh giá cảm giác có chút lệch lạc cũng không tính là quá tinh xảo nhưng tổ hợp lại với nhau lại có một loại mỹ cảm kỳ dị nhất là lúc nàng lè lưỡi cười lên ngọt ngào dị thường có một loại mị lực khó mà dùng ngôn ngữ hình dung được Tiêu đơn này trên người mặc váy ngắn tế tư màu đen Giống như dùng màn đêm đen tối nhất Hắc ám nhất trên thế giới này May thành váy vậy Địa vị rõ ràng còn cao hơn tứ hoang vệ Vừa ra kia rất nhiều Chị In có thể dùng giọng nói tương đối tự nhiên Nói chuyện cùng làm nữ thần tuyệt đẹp Xếp bằng ở trên đài Bởi vì ta có dự cảm Kẻ trùm lửa sẽ mang đến tai họa thật lớn cho tộc ta Mà thần linh mới sinh ra ngược lại là niềm hy vọng của tộc ta. Làm nữ thần tuyệt đẹp nói, khiến cho chủ nhân có cảm giác kỳ quái như thế, vậy đúng là rất thú vị. Trong mắt của thiếu nữ mặc áo bào màu đen, nập rè quang mang hiếu kỳ. Tạm thời không có biện pháp khác. Lân Hoàng Hải Vũ vốt về mái tóc dài màu xanh lam của mình, ta giận nói, tiểu tử này không nghe lời người. Mình xuyên phụ nhân có tiếng là có thủ thất báo, hắn sớm muộn gì cũng bị trả thù thôi kiếm tuyệt vô sành nói việc đã đến nước này nghĩ những biện pháp khác đi ta đột nhiên cảm thấy có lẽ ý tưởng trước đây của chúng ta có sơ hở rồi suy cho cùng hắn là một vị thần không phải hàng hóa coi hắn là làm vật phẩm đưa ra ngoài coi như là hắn nhịn lần này không nhìn được lần sau à đầu của ngươi có phải hỏng rồi không ngân hoàng hải vũ kinh ngạc nói vẫy mắm bắt đầu cần nhắc cho hắn kiếm tuyết vô sành nói Chúng ta đương nhiên muốn hợp tác Vì đạt được mục tiêu cuối cùng mà cần nhắc Những cái này đều phải tính toán Mà không một điểm sai lầm nhỏ nhỏ thôi Cũng có thể dẫn đến thua cả bàn Lần này chúng ta tính toán Thế nhưng là đại hoàng thần tộc đấy Ngân hoàng hải vũ giống như là lần đầu tiên Nhìn thấy kiếm tuyết vô danh vậy Nhìn thăng hai ba mươi giây Mới nói Được Ta miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của ngươi Bất quá hay là ngươi cũng giải thích một chút vì sao ngươi lại bị thương Không cẩn thận Bị va vào xước ra Không có vấn đề gì lớn đâu Kiếm tuyết vô danh thở ơ nói Không cần chú ý những chuyện không quan trọng này Tranh thủ thời gian vận dụng đầu óc thông minh của người đi Nghĩ cách làm thế nào giúp đỡ tên tiểu tử thối kiệt. Lên được tư cách dự thi thần tuyển đại tái Thời gian của chúng ta cũng không có còn nhiều đâu Ngân Hoàng Hải Vũ lập tức đe bả vai của kiếm tuyết vô danh tay xét cổ áo của nàng. Da thịt trắng như tuyết, xương quai xanh xinh đẹp. Xương quay xanh bên phải, một vết máu rõ ràng, sâu có thể đã đụng tới xương, dài khoảng hai thước, sâu ba ngón tay, lan tràn đến chỗ cánh tay vai phải. Từng giọt máu chảy ra giống như là trân châu vậy, đông lại ở miệng vết thương, lóe ra quang huy. Những giọt máu này cũng bị kiếm tuyết vô danh lấy thần lực khống chế lại, không chảy ra quần áo, Người đã là cảnh giới thần cũ tinh Dùng quan trọng lâu thần quả Không cẩn thận đần chảy ra ư Sẽ làm bị thương nghiêm trọng như vậy à Ngân Hoàng Hải Vũ cẩn thận cảm ứng Sau mặt lộ ra vẻ chấn kinh nói Trong vết thường có lực lượng trận pháp chú thần Người, người đi cấm kỵ chi địa vạn thần điện Kiếm tuyệt vô dành kéo quần áo lên Che lại bả vai, thản điện nói Không có cách nào khác Giúp tiểu tử kia kích hoạt kiếm tiền thần vị cần phải đi vạn thần điện làm thần nguyên chi hóa. Người điên rồi à? Ngân Hoàng Hải Vũ vừa sợ vừa giận. Nàng có có thể tin được mà nhìn kiếm tuyết vô danh nói. Vạn thần điện là cấm địa của các vị thần. Chỉ có ngũ đại chủ thần đại hoàng thần tộc mới có tư cách đi vào. Bên trong bố trí đủ loại trận pháp. Người vì tiểu tử kia vậy mà đi chịu chết à? Người không phải thật sự động tâm rồi chứ? Làm sao có thể chứ? Kiếm tuyết vô danh phản bác ta thế nhưng là tiểu kiếm thần lãnh huyết vô tình. <laughs> Vì chuyện này, lương gạt hắn một khoản kích hoạt phí thần vị không nhỏ đâu. Người đúng là cần tiền không cần mạng mà. Ngân Hoàng Hải Vũ im lặng một hồi, sau đó cấp gáp hỏi. Lừa hắn được bao nhiêu? Tất cả là hai mươi thần thạch. Kiếm tuyệt vô danh đắc ý nói. Tiểu tử thối kia đúng là có tiền nha. Ngân Hoàng Hải Vũ với cùng kinh ngạc mươi thần thạch tương đương với 200.000 điểm tín ngưỡng. Xem ra hắn đúng như lời người nói, trên người của hắn ẩn chứa rất nhiều bí mật. Người hắn rất phổ thông, căn bản không có khả năng có tỷ lệ chuyển hóa lớn như thế. Được rồi, cho ta đi. Biết ngày cái tên thương nhân buôn bán hải sản rởm chết tiệt cả người. sẽ không biết xấu hổ mở miệng nghiền ép thần thạch kiếm được từ bộ hồi vận được mắt cùng với máu của ta. Kiếm tuyết vô danh trực tiếp mở hệ thống bát đại kỳ lân của mình, chuyển khoản cho nàng ta 100.000 điểm tín ngưỡng. Tinh! Nhân hoàng hải vũ nhìn vào tinh thể trèo trên cổ tay mình. Lập tức mặt mày hớn hở. Bán quần áo thiếu tiền nên đi vay nặng lãi trước đó, giờ có thể trả rồi. Nàng mừng rỡ mà nói, thuận tiện còn có thể lại nhiều, mua thêm một chút. Người có muốn uống rượu không? Ta có thể đưa người một vò hải tuyển dưỡng. Kiếm tuyết vô danh nói Đồ vật được tặng miễn phí Ta có bao giờ cự tuyệt đâu Cũng đúng Ngân Hoàng Hải Vũ cười híp mắt nói Bàn tay đập lên bả vai Đang thụ thương của kiếm tuyết vô danh Lại nói kiên nhẫn một chút Trên khuôn mặt nhỏ nhắn Thanh lệ trong sáng của kiếm tuyết vô danh Lập tức hiện ra vẻ thống khổ Hàm răng cắn chặt Trên trán từng giọt mồ hôi không ngừng tuôn ra Tinh tế dài đặc trên đàn da trắng nhiều tuyết tỏa ra hào quang nhàn nhạt, nhạt hồi lâu sau nàng mới hư một tiếng thở dài một hơi sắc mặt cả người cũng tái nhợt đi không ít ngân hoàng hải vũ cũng đầu đầy mồ hôi thở dài một hơi nói mệt chết ta do người vật khí tốt nếu không phải trước người thẳng khối trọng lâu thần quả kia ta hiện tại vẫn là thần tứ tinh còn không có cách nào thi triển thần thuật tinh hải chỉ tâm giúp người phong ấn miệng vết thương hảo tỉ muội Kiếm tuyết vô danh cười hi hi Nhìn qua miệng vết thương Một vòng sáng màu xanh thẳm như nước biển Bao trùm trên miệng vết thương Trẻ lập tất cả khí tức Không mảy may lộ ra một chút nào Đừng, đừng xến giảm như thế Ngân Hoàng Hải Vũ liên tục quát tay nói Nói tình cảm tổn thương tiền bạc Nói rõ ràng luôn Ta là vì một nghìn điểm tín ngưỡng mới giúp người Nhưng mà sức mạnh tinh hải trì tâm Chỉ giúp người như thế này Chữa lành vết thương còn phải dựa vào chính ngươi. Mặt các người phụ trách giám sát vạn thần điện chính là Lam Thần, một trong đại hoang tộc ngũ đại chủ thần. Người bị thương khẳng định đưa lại mảnh mối. Năng tác thần lực cường hoành, am hiểu nhất là truy đủ mảnh mối. Khoảng thời gian này, ngươi phải cẩn thận. Có thể không xuất thủ, cố gắng đừng xuất thủ. Nếu không rất dễ dàng bại độ và gặp nguy hiểm đấy. Yên tâm đi tỉ bụi. Trong lòng ta rất rõ Kiếm tuyệt phù dành bạc quần áo tử tế lại nói Ở thần giới này ngoại trưởng ngươi Còn ai có thể sợ chết hơn ta Tiếp theo làm sao bây giờ Ngân Hoàng Hải Vũ lại bắt đầu Xé mái tóc dài bầu lăng của mình nói Minh xuyên phu nhận bềm này Chắc chắn hết hy vọng rồi Trừ phi tiểu tử thối kia trở về cầu xin Thả thứ nhận thua Danh cảnh này hiện tại không dễ lấy trò lắm Từ từ suy nghĩ vậy Thực sự không được Vậy thì để hắn đi cầu dẫn sang Nhược Bạch. Kiếm tuyệt vô giành nói. Sạc vì chi hoa sang Nhược Bạch. Đôi mắt của Ngân Hoàng Hải Vũ sáng lên. Nếu tiểu tử thối kia có thể đem đó hoa sáng lấp lánh trong quyến tộc đại hoàng thần tộc này hái xuống, nên được giành ngạch thật sự rất đơn giản. Nghe nói trong tay nàng có từ bốn danh sách đề cử, nhưng mà... Nói đến đây, Ngân Hoàng Hải Vũ do dự một chút nói nhưng mà Giang Nhược Bạch cũng không phải cả ngốc nghếch, gặp mỹ nam tử Trần không khép lại được. Cô được kia tập trung tinh thần muốn trở thành thân, thủ đoạn hung ác. vẫn nhất tiểu tử kia câu dẫn không thành công, kết cục còn thảm hơn so với việc đắc tội mình xuyên phu nhận rất nhiều. <laughs> Kiếm tuyết vô danh nở bút đũ cười. Ta hùa theo đoán biết câu, người còn tưởng đa thật. Loại nữ nhân chưa sang nhược bạch này, dù đã thần linh cũng chỉ xứng đứng xa mà nhìn đương nhiên là bớt trêu chọc nàng thì tốt hơn chúng ta nghĩ biện pháp khác đi nếu không hay là người đi ngủ với minh xuyên phu nhân một giấc đi cút 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 ngân hoàng hải vũ nổi giận đại hoàng thần thành khu đại tây bắc khu thượng nhất Chỉ có sinh tinh khu thượng nhất mới có thể hưởng thụ được ánh nắng tất cả thời gian ban ngày đơn này cũng là khu có trị an hoàn cảnh tốt nhất trong ba khu thượng trung hạ trên mặt cắt của một ngọn núi trào ngược và lơ lửng trên bầu trời thấp một phủ đệ sang trọng và uy nghi lặng lẽ đứng sừng sững cho dù là khu tượng nhất chỉ có các vị thần linh thân phận cao quý hoặc các thủ lĩnh của các chiến binh quyến tộc thần tộc cấp cao mới có đủ tư cách để sống trong một phủ đệ nổi như vậy toà phủ đệ này có lịch sử rất lâu đời ba ngày trước nó còn thuộc về một quyến tộc thế giao uy tín lâu năm tên là phòng tín tự nhưng do sự thất thế trong tranh đoạt quyền lực gia tộc, gia chủ cùng sáu vị cường đại chiến sĩ trong tộc bị đế tội danh phản thần trụ sát. Hào quang quyến tộc thế gia mấy trăm năm triệt để sụp đổ. Bây giờ nó đã đổi chủ nhân mới, cũng đã đổi tiền mới, Hàn Phủ. Hắn, chủ nhân mới, phó thống lĩnh là chiến sĩ thần quyết tộc trong đại hoàng thần tộc bên trong khu Tây Bắc Đại, Hàn quần cũng chính là thân đệ đệ thất lạc nhiều năm của lão Hàn đã chết. Hàn Lạc Tuyết cùng phẫu thân Ngô Vi được xe ngựa màu đen đưa đến khu thượng nhất, sắp xếp ở trong biệt viện phủ đệ. Có hai mươi người hầu kẻ hạ, trải qua cuộc sống xa hoa hơn rất nhiều người, phảng phất như từ bùn đất bay lên trời vậy. Phó thông tĩnh Hàn Quân xử lý xong công việc, hồi phủ. Việc đầu tiên chính là tới gặp hai người. Năm đó nếu không phải lão đại giúp ta đào tẩu Ta chỉ sợ đã sớm trở thành một đống xương khô Nhưng năm nay Ta ở bên ngoài chiến đấu ma luyện Chưa từng có một khắc quyền đi ân tình của đại ca Rốt cuộc ta được thần mặt trời ưu ái Trở thành quyến tộc Có thể quay về khu tịnh Bắc Đại Trở về việc đầu tiên ta làm Là cho người đi đón đại ca đại tộc Không nghĩ tới Lão đại hắn hãy giả dạ, Thật sự là tạo hóa trêu ngươi Ta có lỗi với lão đại hắn Mày bắn tàu tàu cung tiểu tuyết Vẫn bình an Để cho ta có cơ hội bù đắp Tàu tàu cung tiểu tuyết Các người sẽ ở chỗ này Về sau hàn phủ này chính là nhà của các ngươi Có nhu cầu gì Bất cứ lúc nào cũng có thể nói cho ta Tuyệt đối không đến khách khí Chỉ là gần đây bên ngoài không thái bình Cố gắng hạn chế việc rời phủ Hàn quân mặc thường phục trên mặt lộ vẻ ánh ấy Trên an mẹ con ngô vi Ngô vị trước kia từng gặp qua Hàn Quần Cho nên đối với nam tử trước mắt này Cũng không tính là quá lạ lẫm Chỉ là có chút cảm khái Tiểu thúc lộ mãng thích đánh nhau Trong trí nhớ kia Bây giờ đã trở thành quyến tộc chiến sĩ cường đại Thông ngự một phủ đề. Sang vẻ lúc này có chút giống với ấn tượng thời niên thiếu. Hàn lạc tuyết đã chưa bao giờ gặp vị thần thúc thúc này, vẫn luôn trầm mặc. Và cho đến khi Hàn quần đứng dậy, chuẩn bị cáo từ, Tiếp tục xử lý chính phủ. Hàn Lạc Tuyết đột nhiên mở miệng. Thúc, nhị thúc, đợi đã. Ta, ta muốn xin ngài một việc. Sắc mặt của Hàn Quân hiền lành, nhìn tiểu chất nữ này, mỉm cười nói. Tiểu Tuyết, có chuyện gì cứ việc nói ra. Tuyệt đối không cần khách khí với thúc thúc ta. Ta có một người bạn, hắn là Tiểu Câm. Hắn... Hàn Lạc Tuyết do dự, muốn mở miệng. Thỉnh cầu thúc thúc trợ giúp. Hàn Quân mỉm cười nói. Yên tâm đi Ta đã để người của ta truyền mệnh lệnh xuống Không cho phép trị cứu hắn Nếu như người muốn gặp hắn Thúc Thúc cũng có thể sai người đưa hắn đến Hàn Phủ Thật sao? Hàn Lạc Tuyết vui mừng khôn xiết Nhưng bỗng nhân chợt nhớ lại Tên kia có vợ là thần Thần sắc không phải ảm đạm nói Nếu như hắn không nguyện ý tới Vậy thì không nên làm khó hắn đi Hàn Quân cười mà nói Yên tâm đi Bất kể nói như thế nào Tiểu cầm kia là ân nhân cứu mạng Người cùng tộc tử Ta đều sẽ lấy lễ mà đối đãi. Hàn đặc tuyết gật gật đầu Dừng một chút Nàng lại nói Nhị thúc ta muốn tu luyện Ta cũng muốn giống như ngài Trở thành quyến tộc chiến sĩ vĩ đại Nắm giữ vận mệnh của chính mình Chuyện này thì đơn giản thôi Ta sẽ chọn thầy cho con Chuẩn bị tài nguyên Bắt đầu từ ngày mai còn có thể tu luyện Hàn quân cũng rất bằng lòng đây chính là thú nguyên sao? Trong tay của Lâm Bắc Thần cầm một mảnh xương lớn chừng hột đào, cẩn thận quan sát. Bên cạnh hắn, mười mấy con hôi mau lang khuyển không còn khí thức nằm trên mặt đất. Đây là ma thú quần cư thường thấy nhất tầng thứ tư của ma uyên. Bọn chúng đã con mồi lý tưởng cho người mới đến. Mỗi ngày có tới hàng trăm ngàn hồi màu đang khuyển chết dưới đao kiếm của mạo hiểm giả. Có vị chủ thần đã từng lưu lại một câu danh ngôn mỗi ngày thi thể hồi mau lang khuyển chết ở trong bảo uyên có thể quấn một vòng đại hoàng thần thành lúc trước lâm bắc thần nhìn thấy mấy chục con ngươi đỏ đom chính là đôi mắt của bọn chúng trong bóng đêm đơn độc mau hiểm giả là con mồi hôi mau lang khuyển thích nhất dù sao bọn chúng am hiểu nhất chính là lấy nhiều địch ít chỉ là lần này bọn chúng đoán sai đối tượng bị lâm bắc thần mấy kiếm liền giải quyết sạch lâm bắc thần cầm trong tay một quyển sổ tay hướng dẫn bảo hiểm giả mạo uyên hắn đối diện đối chương nội dung trong sổ tay đọc lấy thu nguyên trong cơ thể hồi màu lang huyện thứ này nhìn rất kỳ quái lâm bắc thần nhìn mảnh xương trong tay trong lòng suy nghĩ nói thật đây chẳng lẽ không phải cục xương lớn trong cơ thể ma thú sao một khối thu nguyên hồi màu lang khuyển trị giá không chấm một điểm tín ngưỡng ấy chà điểm tín ngưỡng đây lại là thứ gì? Lâm Bắc Thần không khỏi đỡ trán mình. Hệ thống tiền tệ thần giới cũng có chút phức tạp. Không phải nói tiền tệ thông dụng nhất ở thần giới là thần thạch sao? Cho nên Lâm Bắc Thần hiện tại có chút ngơ ngác. Không chắc một điểm tín ngưỡng này, rốt cuộc là nhiều hay là ít. Sổ tay hướng dẫn đã nói, hôi ma lang quyền rất phổ biến ở tầng thứ tư. Thứ thường gặp được khẳng định rất rẻ tên này có thể đổi ra không chấm một điểm tín ngưỡng, đại khái còn không bằng một số tiền. Lâm Bắc Thần dần dần hiểu ra, ta thật đúng là một thiên tài. Hắn tự khen bản thân một câu, sau đó bắt đầu nhanh chóng mổ lấy thú nguyên. Rất nhanh, một chấm hai điểm tín ngưỡng tới tay. Hắn cầm theo trường kiếm màu đen tiếp tục đi tới. Hắn động bầu đen uốn lượn kéo dài nhưng rất to lớn, đủ chỗ cho bốn chiếc xe ngựa chạy song song với nhau, cho nên lâm bắc thần một mình đi lại ở trong đó cũng không thấy chật chội. Mà đáng nhắc tới chính là, càng tiến vào bên trong, lâm bắc thần vậy mà nhìn thấy dấu vết của thực vật trên mặt đất cùng trên vách đá. Ban đầu chỉ là một số loại thực vật như rêu, dương xỉ. Tiếp tục đi sâu vào bên trong, có thể nhìn thấy những cây cỏ nhỏ thấp bé. Lại sau đó chính là cỏ dại cao ngang gối cùng cái cỏ ngang eo. Đương nhiên, đều là những loại cây lâm bắc thần không biết tên. Về sau thậm chí có thể nhìn thấy bụi cỏ trong rừng cây xuất hiện những con côn trùng cổ quái, trông khá nhỏ. Chuyện này rất kỳ lạ. Địa đạo bộ đen này tưởng như là một hệ thống sinh vật kỳ lạ. Tưởng như là hệ thống sinh thái của một thế giới khác. Lâm Bắc Thần tán thưởng. Lúc này trong bụi cỏ phía trước truyền đến thanh âm xì xì. Hắn ngừng thận quan sát Một bụi tên màu đen xanh Từ đối diện phóng tới Lâm bác thần phùng kiếm chém ra Một con rắn lục Bị chém bay ra ngoài Ngã trong bụi cỏ Nó ngóc cầu địch Phun ra cái rưỡi màu đỏ tươi Trong mắt màu đỏ nhìn chằm chằm lâm bắc thần Phát ra âm thanh xì xì đầy phẫn nộ Vậy mà chặt không đứt đệ Lâm bác thần phi thường ngoại ý muốn Chùi hắc kiếm trong tay hắn này có tính là sắc bén. Một kiếm chém ra cũng có thể cắt đứt kim thiết. Không ngờ tới một con rắn nhỏ, bật quá chỉ to bằng ngón tay. Vậy mà có thể không chút tổn hại nào dưới một kiếm của hắn. Lưỡi tiểu gia hỏa này hình như cất dấu kịch độc, ta phải cẩn thận. Còn mẹ nó, đây là phạm quy. Lâm Bắc Thần còn đang suy nghĩ. Đột nhiên con rắn nhỏ màu xanh kia trực tiếp há mùng, phun ra nọc độc màu xanh sẫm nọc độc nhanh như tỉa trước Mày đã lâm bắc thần cảnh giác từ sớm né được nó Những âm thanh kỳ dị xì xì Lại vang lên Nọc độc màu xanh bắn trên mặt đất Bốc lên đạn khói màu xanh nhạt Con dãy xung quanh nhanh chóng Hóa thành than Cả mặt đất cũng bị ăn mòn Tạo ra một cái hố nhỏ Lâm bắc thần giật này ca minh Sắn độc thần giới thật là độc. Con rắn này sẽ không còn phương thức công kích khác đấy chứ phải cẩn thận ứng đối thôi. Hắn vội vàng lật cái cuốn sổ tay mạo hiểm giả rất nhanh ra, bắt đầu tra tìm tên cùng tài liệu chi tiết về đoạn rắn độc màu xanh lục này. Nhưng mà còn rắn nhỏ màu xanh giống như bắn tên, không ngừng phun ra nọc độc màu xanh lục. Ngậm miệng lại, người như thế này không phù hợp với thiết lập. Lâm Bắc Thần nhảy loạn né tránh. Người là một con rắn cũng không phải là một bình xịt. Ngươi làm sao có thể phun độc liên tục như thế Hắn luống cuống tay chân Mà đã nghèo rồi Còn nàn chính là như vậy Trong bụi cỏ xung quanh Không ngừng vang lên thanh âm xì xì Từng con rắn màu xanh lục Vườn đầu hiếu kỳ nhìn lên Cổ đứng thẳng Hơi dựng ngược lên Mở miệng cùng nhau phun độc Về phía lâm bắc thận Một màn mưa nọc độc màu xanh lục Không khác gì bữa tên Mẹ nó đúng là không biết xấu hổ Nói rõ là đơn đấu Lại còn gọi đồng bọn đến à Lâm bác thần oa oa kêu to Không cần né tránh Một tên đọc độc màu xanh lục Vun vào trên quyển sách trên tay hắn Sổ tay hướng dẫn mạo hiểm giả Ma Uyên trong nháy mắt Hóa thành một làn dương mù màu lục Rồi biến mất Đang khói tỏa ra mùi thơm giống mê điệt hương Lâm bác thần Chỉ thoáng cảm thấy cơn choáng váng đầu óc đột nhiên ập đến Trong khói này cũng có độc một bàn tay lây dính một chút xíu nọc độc màu xanh lục lập tức truyền đến một trận đau đớn cường độ dục thần của ta cũng không cách nào chống cự được sức ăn mòn của độc rắn lâm bắc thần thật sự bị làm cho kinh sợ mà thú trong mạo uyên này thật sự là làm khó hắn trách không được số tay hướng dẫn mạo hiểm giả Mạ uyên đã nói đã từng có tiền để thần linh vẫn lạc ở bên trong mạo uyên lâm bắc thần không ngừng lùi lại không trốn không được. Đám rắn độc này chẳng những có thể phun mà khả năng kháng vật lý cũng cực mạnh. Dùng đám đấm nện không chết, dùng kiếm chặt không đứt. Ngay cả đại ngân kiếm được dưng là không thể chém ở đồng đảo Trần Châu đều không thể chặt đứt đám bình xịt màu xanh lục này. Mặt thấy đám bắc thần đau tộc. Bảy rắn rõ ràng có trí tuệ không tầm thường hợp thành một đội quân hàng ngũ trình tề không hỗn loạn một chút nào không thành không chậm Điên quân đuổi theo sau lưng Lâm Bắc Thần không buông Không giống như tưởng tượng của ta một chút nào Lâm Bắc Thần một bên chạy Một bên hô lớn Không lẽ nào là do cách ta tiến vào Ma Uyên không đúng sao Tân là nhân vật chính Không phải ở trong Ma Uyên đại khai sát giới tứ phương sao Hắn chưa từng chịu cơn tức giận như thế này bao giờ Bị một đám động vật máu lạnh đuổi theo vắt chân lên cổ mà chạy Nhất định phải tìm được nhược điểm của những bình xịt màu xanh đục này nhưng mà sổ tay hướng dẫn mạo hiểm giả Ma Uyên đã bị phá hủy. À, hình như ta còn có một biện pháp. Lâm Bắc Thần đột nhiên nghĩ đến app vừa mới tải xuống trong điện thoại di động, app Insight. Thứ này hẳn đã có thể phân biệt được đám binh sĩ này. Hắn vội vàng triệu hồi ra điện thoại, mở ra app Insight. Vừa trốn vừa nhắm chuẩn bầy rắn, chụp một tấm hình. Nhanh mặt sau đó, một hàng chữ chú thích liền xuất hiện ở trên màn hình. Lâm Bắc Thần một bên phí nước đại, một bên đọc. Lục tiễn xa, có tên khác là bình xịt xanh. Sinh vật trong tầng thứ tư Mạ uyên. Một lớp động vật thuộc lớp bỏ sát, cơ thể mảnh mai và được chia thành ba phần, đầu, thân và đuôi. Không có chi. Toàn bộ cơ thể có vảy, già trong suốt vào vệ bên ngoài, ngãn cầu. Đồng từ hình bầu dục tròn, dọc hoặc bầu dục nằm ngang. Mí mắt không hoạt động. Thâu kính gần như hình cầu, lưỡi mảnh và có hai cạnh đuôi ngắn hơn đáng kể so với chiều dài đầu vợ thân. Còn mợ nó, nó nhảm nhiều quá. Lâm Bắc Thần điên cuồng quét xuống dưới. Xa dài, cứng cáp, đào kiếm không thể gây thương tích. Ta biết, tiếp tục quét xuống dưới, phun ra sương độc, tính ăn mòn cực mạnh. Cái này ta cũng biết rồi. Lâm Bắc Thần sắp phát điên. Cho đến khi hắn nhìn thấy được một hàng chữ nhỏ, lục tiễn xa sợ lửa. Sợ lửa sao? Làm bậc Thần đại hỉ, nhưng chợt xuất hiện một vấn đề khác trong đầu. Ta còn mẹ nó, đi đâu tìm tựa bây giờ? Sau khi đi vào thần giới, huyền khí ngũ hệ tiên thiên bởi vì phẩm chất quá thấp đã bị khát gào áp chế. Ta hiện tại tu luyện chính đảng ngũ hệ hỗn độn khí, hình như không có biện pháp nhóm được đợi đã có biện pháp. Hắn dừng lại, triệu hoán ra thanh kiếm hỏa trì nhiệt tình. Truy kỳ kiếm này được vớt ra từ không gian nham thạch trong kiếm trùng bạch vân thành bản thân nó ẩn chứa năng lực hệ hỏa vô cùng mạnh hy vọng không bị thực lượng pháp tắc thần giới áp chế đã kiếm vào trong tay trong nhánh mắt trong không gian bị thiêu đốt nóng lên ngọn lửa màu đỏ sẫm tràn ngập trên thần kiếm vẫn dùng tốt lực lượng hỏa diễm của thanh kiếm không bị phong ấn cảm ứng được khí tức hỏa diễm đang bình xịt màu xanh vốn đuổi giết không vuông ở phía sau. Lập tức cùng đau ngừng lại. Mấy trăm đôi mắt máu lạnh màu đỏ nhìn chăm chăm Lâm Bắc Thần. Nói chính xác là nhìn chăm chăm thanh kiếm khổng lồ. Đang bị hỏa diện bao trùm trong tay Lâm Bắc Thần. Dần dần dãy dụa thân thể, bắt đầu đuổi bước về phía sau. Ha <laughs> bây giờ đến phiền ta đuổi các người nha. Lâm Bắc Thần giơ hỏa chi nhiệt tình đuổi theo. Mười phút sau hơn 100 bình xịt xanh toàn bộ vùi dập. Lực lượng hỏa diễm khắc chế đối với loại độc giả này, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần vượt qua nhiệt độ nhất định, đám già hỏa chặt không chết Nện không nát này, trực tiếp liền thét lên mà chết. 778, 779, 815. Đám bác thần ngồi đến một lúc, tổng cộng giết 135 bình xịt xanh. Đáng tiếc bọn già hỏa này, sau khi chết, già cũng đặc biệt cứng rắn, làm sao thì cũng không ra Nên phải đem thi thể trực tiếp nhét vào cho đến khi bán ra Trực tiếp bán đi là được Nếu như suy đoán không sai Sa rắn này hẳn là cũng là nguyên liệu chế tạo sắp trụ tốt Hiện tại thâm bắc thần rốt cuộc Cũng có thể lý giải Vì sao trong đại sảnh bên ngoài trạm trung chuyển Sẽ có người cho thuê Chính bình cõng ba lô Trong số các thành viên Cùng một đội phiêu đều Được kết hợp một cách khoa học chắc chắn phải có một chiếc bài đồ chuyên dụng nếu không thì một lượng lớn vật liệu khó có thể chứa đầy đủ bằng cách chỉ gói đồ lưu trữ cá nhân may mắn thầy trước khi đến thần giới hắn đã làm việc chăm chỉ để giải phóng một số dùng lượng của bài đồ hiện có thể được đưa vào đó rồi trong vòng một canh giờ sau đó lâm băng thần bắt đầu đại khai sát giới tứ phương anh ca thú được đặt tên theo hình dáng cơ thể của nó, tương tự như vẹt đuôi dài, cao 3 mét, có bóng vuốt bất khả chiên vải, thanh thạo các kỹ năng của quái thú mãn thiền phi vũ, thổi tiền khúc. Nhược điểm trạng thái tĩnh nhị thì được gần như hoàn toàn không có. Thu quyền cấp 3 trong thể nội, giá trị 0.5 điểm tín ngưỡng. Nhện biến hình, trạng thái nửa hình người nửa nhện, có thể có tường nhện kịch độc, am hiệu ẩn nấp, răng lưới, thành thạo các kỹ năng của quái thú độc kén, trần thứ, nhược điểm lại là sợ lửa. Hoàn hồn, hình thái sinh vật u linh, có thể ăn mòn tinh thần thực, nắm giữ kỹ năng mà thú sợ hãi sóng sùng kích, nhược điểm sợ lửa. Đào đất thú, dưới mặt đất ẩn đốt con người. Cùng nhau đi tới, hắn gặp rất nhiều ma thú vực sâu cực kỳ kỳ quái. Chờ chút, không hiểu sao có một ảo giác mình đang chơi game online nhỉ mẫu chốt là những con ma thú vực sâu này thật sự có thể rơi ra đồ vật ta thích loại thiết lập này hê 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 Lâm bắc thần rất nhanh liền cảm giác hưởng thụ hắn ra giải thịt béo có thêm máy gian lận không có gì không biết áp in sai lâm đại thiếu chút cuộc hưởng thụ đãi ngộ nhân vật chính thần càn diệt thần phật càn diệt phật trước đó hương ngàn tế từ có nói một câu bên trong ma uyên ánh mắt thần cũng không thể nhìn được. Bởi vậy Lâm Bắc Thần thử kiệm sử dụng ngũ hệ hỗn độn khí, quả nhiên là kinh người. Trót vào dựa vào áp ngũ khí triệu quyệt quyết tù luyện để hắc kiếm ngũ hệ hỗn độn khí, sạc bén vô cùng. Các phái ma thuốc vực sâu, cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp. Không hộ danh đã công pháp trấn tộc tại hoàng thần tộc, Lâm Bắc Thần tán thưởng. Đồng thời thực lực của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên. Chưa tới một canh giờ, Lâm Bắc Thần đã nhận ra một sự thật. Các ma thuốc vực sâu tầng thứ tư ma uyên dường như đều không thể tạo ra cho mình bất kỳ tính uy hiếp gì. Đây không phải hắn tự mình khen mình, mà sự thật đã như vậy. Cho dù đã hóa đá cự tích, dành sừng có huyết thống long tộc, đừng xưng là ma thú vực sâu cường đại nhất tầng thứ tư, cũng đều khó cản được một kích hắc kiếm gia trị ngũ hệ hỗn độn khí hắn thậm chí trở về đôi kịp một bình xịt xanh bọc lên cổ của nó đem lọc độc của nó phùn tình cánh tay của mình kết quả là làn ra bình yên vô sự đến một sợi đông cũng không trời xuống thực lực của ta cũng tăng quá nhanh đi hắn có chút không thể tin không thể đây chính là hiệu quả kích hoạt kiếm tiền thần vị mang tới sao lâm bắc thần ngồi nguyên tại chỗ nghĩ nghĩ quyết định trở về trạm trung chuyển tầng thứ tư ngược lại mạo hiểm tiến tới tầng thứ năm Ma Uyên để địch luyện. Mặc dù hắn bây giờ có thể tùy ý săn bắt tất cả mà thu vực sâu tầng thứ tư, không cần thu hoạch thú nguyên, nhưng có thể tưởng tượng thu quyền mà thu vực sâu tầng thứ năm càng giá trị hơn. Một thú nguyên mà thu vực sâu phổ thông tầng thứ năm có lẽ vượt qua thú nguyên mạnh nhất tầng thứ tư và đá cự tích. Trong cùng một thời gian, không thể nghi ngờ là mạo hiểm ở tầng thứ 5 càng có giá trị hơn. Lâm Thần mở ra bài đồ map ra khỏi đây. Rất thuận lợi liền đi tới phía trước thần bích chỉ một. Điều duy nhất khiến hắn cảm giác ngoài ý muốn chính là chuyến đi săn tầng thứ tư mã Uyên lần này. Từ đầu đến cuối, vậy mà chưa bao giờ gặp phải mạo hiểm dạng khác. Bước vào thần bích chi môn, cảm giác thời không giao thoa truyền đến. Sau đó tia sáng trước mắt bỗng nhiên sáng lên, tiếng ồn ào truyền đến, là Bắc Thần về tới trạm trung chuyển tầng thứ tư, đèn đuốc sáng trưng. À, vị thiếu gia này, chúc mừng ngài thuận lợi trở về. Có chiến lợi phẩm gì muốn bán ra không? Tiểu nhân là trưởng quỹ thần tài đường, có thể thùng bùa với giá cao. Thiếu gia, kìm khi hội chúng ta ra giá cao hơn để mua. Thuộc hạ khoáng thạch trì chủ mang nguyên trai, gia trẻ không gạt. Vị thiếu gia thần tuấn này, người có hàng hóa gì, có thể lấy ra để chúng ta mở mang tầm mắt lâm bắc thần mới vừa thích ứng ánh sáng nơi đây Trong quanh đã mời trưởng quỹ linh đanh thuê nhân viên mua hàng xông lên đem mắt nhiệt tình vây tại một chỗ những người này vậy mà có nhãn quàng tốt như thế biết trên người ta có hàng tốt lâm bắc thần không khỏi cảm khái thân đàm mỹ nam tử kẻ đầu tiên từ trước đến nay đáng tiếc thần giới, không hổ là toàn thần trên dưới tàn ra hạo quang nhân vật chính muốn điệu thấp muốn ẩn tang cũng không được nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng nói giá. Vị thứ năm đoàn mạo hiểm giả thánh quang chỉ thuẫn đi ra. Không biết là ai, giống thêm một tiếng. Sau con chó vua hạng vây quanh đầm bắc thần, lập tức tiền phần Phật một tiếng, toàn bộ chạy về phía vị thứ năm của đoàn mạo hiểm giả thánh quang chỉ thuẫn kia. Giống như là chó nhìn thấy phần nóng vậy. Lâm bắc thần chấm hỏi, ôi trời, chuyện cổ tích đều là gạt người. Lúc này hắn mới phát hiện, hóa ra mỗi một mạo hiểm giả từ bên trong thần bích chỉ bồn sống sót mà đi ra ngoài đều sẽ có nhân viên mua hàng tất cả cửa hàng lớn nhỏ nhóm mua sắm sông trên quyến rũ mà những nhân viên mua sắm này cũng có nhãn lực rất độc đáo liếc mắt liền có thể nhìn ra anh là người thu hoạch lớn đi ra vội vội vàng vàng thoát thân là ai ai trên cây có hạng tốt ai tay không mà về loại người mặc hắc giáp lộng lẫy giống như đầm bắc thần dù cho là hai tay trống trơn cũng sẽ bị bắt chuyện hỏi thăm lâm bắc thần lấy trẻ thu nguyên hồi mau lang khuyển đặt ở lòng bàn tay nhà ai thu mua nào mặt thay trẻ thu nguyên cấp thấp nhất mà lại có mấy chục cái mà thôi nhân viên mua hàng của đại đa số cửa hàng cũng không hứng thú lắm trực tiếp tản đi vị khách thần mến mỗi một cái không chân một điểm tín ngưỡng cuối cùng chỉ còn sót một vị tự xưng là người bán hàng tới từ Ma Nguyên Trai chủ động báo giá. Đây là một thiếu phụ chừng 25 tuổi. Dung mạo thanh tú, thân hình nóng mỏng gợi cảm, mái tóc dài rối tung và vàng óng như gợn sóng. Quần áo bó sát người, đàm bộ cực cả vút hiện lên rõ ràng hơn. Vai ngắn xẻ tà đến bẹn đùi sắc nón, lộ trong một đôi chân trắng tắp, thẳng tắp thon dài. Quần bảo hộ màu trắng tồn đền dáng chân hoàn hảo trên chân diện tôi bốt ra ngắn tới cổ chân. Toàn thân toát lên vẻ quyến rũ nóng bỏng của người phụ nữ trưởng thành. Thấy nàng mở miệng, bên cạnh vô khác miễn cưỡng có chút hứng thú, ra giá cũng trở để tạm đi. Dù sao thì trạm trung chuyển tầng thứ tư bạo uyên, thuộc về sự khống chế kiểm soát của khoáng thành chỉ chủ. Tất cả những nhà khác, nhiều hay ít, vẫn là phải cho ba nguyên trai một chút mặt mũi dù người thiếu phụ này chỉ là nhân viên mua hàng cấp thấp mà thôi. Thành lôi, nhân viên mua hàng mang nguyên trai. đâm bác thần nhìn thấy một bảng tên trước ngực thiếu phụ thành tố này. Trên đó viết danh tự cùng với chức cấp, vô ý đọc lên. Thiết thân mặc dù là nhân viên mua hàng, nhưng cũng có thể mua toàn bộ thú nguyên này của ngài nhá. Thanh lôi cười lên, mấy người tự nhiên hòa mẫu đơn nở rộ vậy, giọng nói êm dịu nói. Không biết trong tay đại nhân còn có mặt hàng khác không? Có. Lâm Bắc Thần lúc này thần mạng khắc sáp, mặt nạ cũng không gỡ ra, không lộ ra ngụ quan, tần được thay đổi thành ẩm nói. Nhưng mà điểm tín ngưỡng có thể đổi thành thần thạch hay không? Trên mặt của thanh lùi lộ ra thần sắc kinh ngạc nói. Đại nhân, điểm tín ngưỡng ở Ma Uyên là thứ giao dịch bảo đảm nhất, mà cũng là tiền tệ thông dụng giữa các mạo hiểm giả thần thạch lưu thông sẽ xuất hiện mài mòn. Có rất ít người đem điểm tín ngưỡng đổi thành ma thạch. Hả? Lâm Bắc Thần sững sờ. Trong lòng hắn có rất nhiều nghi hoặc. Vừa vặn mượn cơ hội này hỏi thăm. Người mua gọi là thanh lôi này vô cùng kiên nhẫn giải thích cho hắn. Cuối cùng thì Lâm Bắc Thần cũng đã hiểu ra. Thần thạch tương đương với hoàng kim, mà điểm tín ngưỡng thì tương đương với tiền giấy. Tại thần giới giá trị hệ thống bên trong, thần thạch là vật bình thường ngang giá, mà điểm tín ngưỡng thì là ký hiệu thần thạch. Cơ hội tất cả mạo hiểm giả, thậm chí cả đại đa số quyến tộc, bình dân, cũng lấy điểm tín ngưỡng để mua bán đồ vật, thanh toán tiêu dùng. Sử dụng thần thạch làm tiền tệ, ngược lại cũng có, bất quá không an toàn, dễ dàng bị cướp. Mà thần thạch trong quá trình lưu thông sẽ xuất hiện tình huống hao tổn, biến chất. Hệ thống tiền tệ thần giới hóa ra là như vậy. Một thần thạch có thể đổi thành mười ngàn điểm tín ngưỡng. Nghe được tỷ suất hối đoái này, Lâm Bắc Thần trực tiếp trận tròn mắt. Còn mẹ nó, ta nhọc nhằn khổ sở diệt hồi máu lang quyền ở tầng thứ tư. Một tu nguyên giá rẻ như vậy sao? Chẳng trách vừa rồi những người khác nghe được mình trao hàng đi hơn phân nửa rồi. Vậy còn cái này thì sao? Lâm Bắc Thần lại lấy ra lục tiễn xa mà hỏi. Đợi bình xịt ra này Thịt cứng rắn chết đi được Một cái bao nhiêu điểm tín ngưỡng thế Thành rồi nói Lục tiên xả thú vốn có giá trị Không chấm năm điểm tín ngưỡng ra rắn ngược tài vào quản tốt Bằng nguyên trai có thể tính thêm Không 5 năm điểm tín ngưỡng nữa Mỗi con là một điểm tín ngưỡng Quả nhiên hồi mau lang khuyển Rất đáng tiền Lâm Bắc Thần Một hơi đây ra 138 con Người có thể mua hết không trên gương mặt kiểu diễm của thanh lôi hiện lên sự kinh hỉ đương nhiên là được khách nhận thu tư hoạch tương đối khá đấy đối với người mua hàng như nàng thu thập và địa vị hoàn toàn còn liên quan đến lượng mua sắm lượng mua càng nhiều Ăn về cho cửa hàng càng nhiều địa vị sẽ càng cao có thể từ váy trắng thẳng cấp thành váy đỏ đến lúc đó tỷ lệ được trích phần trăm cũng cao hơn 138 lục tiễn xả này bằng 6-7 ngày cộng lại của thanh đôi rồi. Nàng cũng không nghĩ đến, thiếu niên mặc áo giáp đen trước mắt này lại có thể một hơi xuất ra nhiều hàng hóa mà thú vực sâu như thế. Kiếm lời. Điều này khiến cho đám người mua rời đi lúc trước, nhìn thấy phải hối hận không thôi. Vì khách nhân này, chúng ta đồng ý mua một lục tiễn xả với giá 1.01 điểm tín ngưỡng. Một nam nhân tài phú đường bước đến, Lầm mắt thần nhìn hắn, nhỏ nhã nói, biến, người, người kia giận dữ nhưng có nhìn xuống, hắn cười lạnh, tiểu tử thúi, nếu không phải nơi này có đội tuần tra, không cho phép làm đoạn. Chỉ dựa vào câu nói vừa rồi của ngươi, hãy đợi đấy, quý bát hiểu ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có gặp may như thế hay không? Gà ba nhỏ Cái tên gì nghe lạ vậy nhỉ, lại còn nói to ra miệng chứ? Lâm Bắc Thần không thèm để ý, nhìn về phía thanh lôi. Điểm tín ngưỡng tính cho tan như thế nào? Tài khoản kỳ đân siêu đạo tinh thể của khách nhân có bao nhiêu? Thanh lôi đưa ra cổ tay mình. Bây giờ thiếp thân có thể chuyển khoản ngay lập tức. Kỳ đân siêu đạo tinh thể là cái thứ đồ trời gì thế? Lâm Bắc Thần không hiểu. Nhìn giống như đồng hồ thông minh à? Thanh lôi nhìn thấy Lâm Bắc Thần hoang mang, liền hỏi chẳng lẽ khách nhân không có kỳ đần siêu đạo tinh thể của mình sao? Tình huống này cũng có. Rất nhiều mạo hiểm giả xuất thần từ khu dân cư nghèo tầng thứ ba khi đến mạo huyền mạo hiểm. Một nghèo, hải trắng, hoàn toàn không muốn đổi kỳ đần siêu đạo tinh thể. Tuy nhiên mạo hiểm giả như thế rất ít gặp ở đại sảnh trung chuyển tầng thứ tư. Dù sao có thể đến đây đều là mạo hiểm giả thâm niên. Tuy nhiên, nhìn thiếu niên mặc áo giáp đen trước mắt này, lại không giống như người nghèo, vậy mà cũng không có. Thành rồi trẻ giấu sự kinh ngạc trong lòng, tiếp tục mỉm cười cung cấp phục vụ. Nếu khách nhân muốn mạo hiểm thời gian dài ở Mạ Uyên, ta đề nghị người nên mua một khối kỳ đần siêu đạo tinh thể. Như vậy giao dịch sẽ thuận tiện hơn rất nhiều đấy. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa vuốt vuốt mì tầm. Cái thứ đó bắt ở chỗ nào thế? Thanh Lôi mỉm cười càng thêm nhiệt tình. Xem ra khách nhân là lần đầu tiên đến Ma Uyên. Mà nguyên trại chúng ta chẳng những thùng bột thu nguyên và vật liệu mà thú vực sâu, mà còn có trang bị tinh thể, binh khí, những thứ có liên quan đến công việc bán lẻ. Khách nhân mời đi theo ta. Thế là dưới sự dẫn dắt của Thanh Lôi, Lâm bác thần đến Ma Nguyên Trại. Một cửa hàng rất lớn đừng trên làm ba viện tiền trung hậu. Lâm Bắc Thần cần phục vụ, tiền viện lập tức có thể cung cấp cần nhắc đến việc hắn dừng chân ở thần giới không lâu cho nên hắn lựa chọn một kỷ lần tam đại siêu đạo tinh thể với giá nằm điểm tín ngưỡng là một khối tinh thể màu trắng hình vuông nó có thể đeo ở cổ tay giống như đồng hồ hoặc có thể làm mặt dây chuyền đeo ở cổ loại tinh thể này nghe nói là tác phẩm của thần văn từ nhất đại đến bát đại có kiểu dáng màu sắc hình dạng khác nhau hiện tại tần tiến nhất chính là kỷ lần cửu đạo siêu đạo tinh thể. Cho nên tam đại của Lâm Bắc Thần tương đối với loại điện thoại thông minh đời cũ ở trái đất. Có siêu đạo tinh thể thì có thể mở tài khoản có liên quan. Không chỉ có thể dùng đàm vật chứa điểm tín ngưỡng và chuyển khoản, còn có thể dùng để liên lạc thông tin. Khách nhân có thể cài thêm mã hóa tinh thể của thiếp thân, như vậy chúng ta có thể tiến hành chuyển khoản, còn có thể dùng để liên lạc thường ngày. Nếu ngày sau khách nhân muốn bán thứ đồ mình đi săn được, người có thể liên lạc trực tiếp với ta. Thành lôi, nở nụ cười, phong tình tuyệt diễm, lên tiếng nói. Thế là Lâm Bắc Thần lại thêm vào mã hóa của Thành lôi. Thứ đồ chơi này đúng là giống điện thoại thật. Cho nên trước đó, hắn liên lạc với kiếm tuyết vô danh, thông qua điện thoại tử thần. Còn kiếm tuyết vô danh là thông qua kỳ lân siêu đạo tinh thể. Quỷ chát sau khi được điện thoại tự thân cải tạo đã có công năng của siêu đạo tinh thể rồi. Cầu đố đã được giải đáp. Thế bởi đó con hàng kiếm tuyết vô danh này, tại sao lại chơi quỷ chát chứ? Kỳ đơn siêu đạo tinh thể trong tay kiếm tuyết vô danh nhất định đã phiên bản tiền tiến, ít nhất có thể tiến hành video khô. Rất nhanh, lục tiến xà và hồi màu lang quyền được bán ra hoàn tất. Tinh tuân cả phí phục vụ trong tay Lâm Bắc Thần còn thừa lại 80 điểm tín ngưỡng. Tâm trạng thanh lôi vô cùng tốt. Hôm nay vận khí của nàng đúng là không tệ. Trước khi Lâm Bắc Thần rời đi, theo thói quen nghề nghiệp, nàng lại hỏi thêm một câu. Khách nhân còn hàng không? Đây chỉ là một câu hỏi khách giáo. Không nghĩ đến Lâm Bắc Thần lại gật đầu nói. Có. Hắn lấy một thi thể quật địa thú từ trong vai đu nét đích ra. Người có thể trả giá bao nhiêu? thành lùi ngẩn ra. Trên gương mặt trắng hồng, dưới ánh đèn chiếu xuống, dùng chữ lóe lên ánh sáng của sứ, không hề che giấu sự kinh ngạc. Khách nhân có thể săn giết được quật địa thú sao? người quần nàng phập phồng dữ dội, kịch động nói. Vòng ngoài của con quật địa thú đã bị chém hỏng. Điều này ảnh hưởng đến giá trị của nó, nhưng đâu vẫn còn hoàn chỉnh. Đồng nghĩa với việc hệ thống thính xác có thể rút ra. Giá 50 điểm tín ngưỡng tung cái địa quật thú giá 50 điểm tín ngưỡng. Quật địa thú đáng nhiều tiền như vậy sao? Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy ngoài ý muốn, cũng rất là kinh hỉ. Ở chỗ của ta có tổng cộng 40 con quật địa thú, ta bán hết, người có đủ tiền mua không? Lâm Bắc Thần bột hơi lấy hết thi thể toàn bộ quật địa thú trong vài đồ nét đích ra. Nhân viên thủ bộ vai trắng thanh đôi, hoàn toàn ngây dại nhìn đống thi thể của địa thú trồng thành ngọn núi nhỏ trước mặt. Càng gây cô nàng giống như nằm mơ, có một cảm giác không chân thực. Tiền viện Quang nghiên Trai vốn ồn ào náo nhiệt, theo thời gian cũng dần dần yên tĩnh lại. Từng ánh mắt tập trung trên ngọn núi nhỏ thi thể của địa thú. Thi thể ma thú vực sâu đã chết tàn ra mùi máu tươi nhàn nhạt, nhạt, nhìn vô cùng sự tợn. Nhưng ánh mắt tập trung lên chúng lại càng ngày càng nóng, những thứ này đều có sẵn điểm tín ngưỡng. Những thứ này đều bán hết. Thành tôi hít một hơi thật sâu. Giá trị của chúng không nhỏ. Thiệp thần chỉ là nhân viên thu bộ váy trắng. Khả năng không cách nào đưa ra những điều kiện ưu đãi tốt nhất. Nhưng chỉ nhận cách nhân đồng ý thông qua tay ta bán ra. Ta sẽ tận hết sức mình vì các nhân tranh thủ nhiều điểm tín ngưỡng nhất. Được. Lâm Bắc Thần lên tiếng đồng ý.